Vâng, xin chào anh chị. Vâng, chào mừng các anh chị đến với khóa Content Marketing Ban Phan Anh tiếp tục. Và video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những chủ đề gì thì hấp dẫn nhất người đọc theo thống kê. Và những cái chủ đề hấp dẫn nhất này thì tôi cũng có viết trong cái cuốn sách quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook mà xuất bản năm 2019. Các bạn có thể tìm cái cuốn sách đó để đọc thêm về kinh doanh quảng cáo và bán hàng trên Facebook rất là tốt, một cuốn sách mà khổ A4 dài 430 trang và tôi nghĩ có rất là nhiều nội dung tốt. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo thêm cái khóa học video Facebook Marketing by Phan Anh chọn bộ 5 phần của tôi, hoặc cũng có thể học các lớp học offline của tôi tại Hà Nội, hoặc cũng có thể gọi cho tôi để được tư vấn. Đấy. Rồi, thì quay lại với phần là những chủ đề gì thì hấp dẫn nhất đối với người đọc. Thì theo thống kê nhá, theo thống kê tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ, tôi đã chọn ra và đã viết ra những cái nội dung này. Thì thứ nhất là có rất nhiều các chủ đề hot. Đây là một số những cái chủ đề mà được đánh giá là hot nhất, là chủ đề về sách, đúng không? Đây là một cái chủ đề mà vô cùng hấp dẫn đối với những người đọc. Đấy, các cái vấn đề về tình yêu, hôn nhân, giới tính, chủ đề về sách là cái chủ đề mà luôn luôn được tìm kiếm mạnh mẽ, bởi vì Việt Nam là một trong những quốc gia tìm kiếm về chủ đề tình dục là rất lớn, đúng không? Thế thì chúng ta cũng có thể viết về chủ đề này, nhưng mà liên quan đến cái nhìn về sản phẩm chẳng hạn. Còn nếu mà cái sản phẩm của bạn mà bán về cái này rồi thì lại càng về dễ nữa, đúng không? Ví dụ như bạn bán thuốc hay bán thực phẩm chức năng hay bán đồ chơi hay là bán những cái khóa học kỹ năng này kia, thì tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Bạn cần phải khai thác những chủ đề này theo một cách tích cực, theo một cách dí dỏm, tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ. Thì tôi nghĩ cái chủ đề này rất là hot, đúng không? Tất nhiên cũng phải tránh là biến cái tài khoản cá nhân Facebook của bạn hay là Zalo hay cái gì đó trở thành một cái trang hay một cái địa chỉ dung tục, hay là một cái vấn đề giống như là bạn bị là về con nghiện về tình dục ấy chẳng hạn, đúng không? Bệnh hoạn biến thái, bởi vì cái ranh giới của nó giữa những cái nội dung rất là tinh tế, hấp dẫn, khéo, thông minh, hài hước với lại một cái nội dung có cái yếu tố mà gọi là dung tục, hay thậm chí là bị quy vào cái tội là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, nó cũng không phải là quá xa đâu, tôi nghĩ nó cũng gần gần nhau. Nhưng mà về góc độ content thì tôi xin khẳng định với các anh chị rằng là chủ đề sách là một chủ đề rất là hot ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam, được chưa ạ? Vâng. Thứ hai là nhóm cái chủ đề liên quan đến tư duy tích cực chủ động, người ta gọi là positive thinking đấy, đúng không? Những cái nội dung mà tư duy rất là tích cực chủ động, rằng là tôi đã vất vả, tôi đã khó khăn như thế nào và tại sao tôi đạt được, đúng không ạ? Rồi tôi đã kiếm tiền như thế nào trong cái cuộc sống khó khăn như vậy, tôi cũng vẫn có thể là vượt qua được. Hay là một lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đúng không? Chồng bỏ, con ốm, tôi phải đi ra ngoài đường thế này thế kia, v.v. Đấy. Nhưng mà họ luôn luôn là những người đọc, người ta luôn luôn muốn tìm thấy cái động lực, tìm thấy cái sự truyền cảm hứng của người viết, của người chia sẻ câu chuyện. Thì hãy là người chia sẻ theo hướng như vậy. Nhưng tất nhiên các câu chuyện là nó phải có thật, nó phải thật là chi tiết, thật là tỉ mỉ, thật là sâu sắc, đúng không ạ? Thật là thực tế, thật là sống động, chứ không phải là cứ hô hào mấy câu như bọn đa cấp mà người ta thích đâu. Đấy, đấy là chủ đề về tư duy tích cực, các bạn cứ viết ra thôi. Thí dụ như là tôi làm thế nào tôi có thể học được 5 bằng đại học, thầy Phan Anh học 5 trường, tốt nghiệp 4 trường. Tôi sẽ chia sẻ cái thời gian tôi rất khó khăn như thế. Hay là tôi đã phải đi bán giày ở vỉa hè để kiếm tiền đi học như thế nào. Thì mọi người sẽ rất thích những câu chuyện như vậy, chứ không phải là ngày hôm nay thấy anh Phan Anh là rất là thành công, thấy anh Phan Anh nói chuyện rất là hay, vân vân, anh Phan Anh đi du lịch rất nhiều, nghĩ rằng mọi thứ đối với anh Phan Anh là đơn giản. Người ta muốn biết những góc khuất, người ta muốn biết những cái sự vươn lên như thế nào. Đấy là tôi nghĩ là cái chủ đề số 2 là chủ đề về tư duy tích cực và chủ động. Đấy. Chủ đề số 3 là chủ đề về học tập, bao gồm những cái kinh nghiệm học tập, đúng không ạ? Kinh nghiệm học đại học, kinh nghiệm làm việc, các cái tài liệu nghiên cứu học tập, các cách thức để học nhanh, ghi nhớ nhanh, thông minh nhanh. Bạn cũng có thể soạn thảo các cái ebook, cuốn tài liệu, tạp chí, thậm chí tạp chí marketing, tạp chí bán hàng, hay là các video hướng dẫn, các audio hướng dẫn, hoặc là các bài giảng như thế này, cũng sẽ thu hút được một cái lượng đọc rất là nhiều, chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm thành công, kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm bán hàng cho người nước ngoài, kinh nghiệm bán hàng cho người nước ngoài tại Việt Nam, kinh nghiệm đi du lịch, rất nhiều các kinh nghiệm. Đợt trước tôi đi du lịch, tôi
thích cái phong cách bán hàng của người Ấn Độ, nên tôi viết một cái bài là phong cách bán hàng của người Ấn Độ, tôi đăng lên là mọi người cũng rất là thích, đúng không ạ? Hay là bán hàng như kiểu Mỹ hay bán hàng như kiểu Âu, hay là cái tư duy của người Mỹ, tư duy của người Việt nó khác nhau như nào. Đấy là những cái kinh nghiệm rất là quan trọng để các bạn cũng có thể xem. Cái chủ đề về ăn uống thực phẩm, đây là cũng chủ đề mà cũng rất là hot, rất là được quan tâm, bởi vì đây là cái vấn đề mà người ta thường xuyên sử dụng. Bằng chứng là các kênh YouTube về ẩm thực hiện nay cũng được xem rất là nhiều, ví dụ hướng dẫn dạy nấu ăn hay các video hướng dẫn làm một cái món gì đó, video trong một phút thôi, hướng dẫn nấu một cái món gì, tất cả các món chỉ một phút thôi, làm thật đẹp, thì đấy cũng là một cái dạng content rất là hay. Hoặc là làm một cái series về hình ảnh, cái gì thế hãy chuẩn bị trong một cái bức ảnh các món công thức nấu. Thế nhưng mà bạn có 1000 cái công thức nấu như vậy, cái trang của bạn chắc chắn là sẽ rất hot, rất rất hot luôn đấy các bạn nhá. Rồi thì du lịch và những trải nghiệm về du lịch, làm sao săn vé máy bay giá rẻ, rồi thì đi du lịch giá rẻ. Các bạn biết đấy, tôi vừa đi Mỹ gần 20 ngày về, tôi đi cũng tôi nghĩ là cũng rất là hoành tráng, ăn chơi cũng tương đối là ở nhiều bang và ăn chơi cũng tương đối là xịn sò, thế nhưng mà chi phí cũng rất là hợp lý, thậm chí là rẻ hơn tour rất nhiều, bởi vì tôi tự đi, tôi tự thiết kế tour, tôi tự mua bán, tôi tự làm mọi thứ, tôi có những cái tip, những cái thủ thuật, những cái kinh nghiệm để có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể ăn chơi được. Thì có, tôi nghĩ rằng là những cái như thế mọi người rất thích đọc, vấn đề còn lại là bạn có viết ra hay không, bạn có dành thời gian để viết ra nó hay không, đúng không? Đấy, thế chính vì như thế cho nên là Internet nó mới đẻ ra những cái nghề blogger hay là vlog, hay là thậm chí là những bạn mà chuyên làm các cái hình ảnh check-in du lịch bây giờ cũng rất là hot, đúng không? Đấy. Tiếp theo là những cái chủ đề về phim ảnh, truyền hình âm nhạc, sao showbiz này kia, thì đây là những cái chủ đề mang tính giải trí rất cao. Người Việt Nam mình cũng rất là thích, thế giới cũng thích, đặc biệt là những cái tin mà xấu, tin giật gân của sao, sao này chia tay cặp kè sao kia, rồi ly hôn, rồi các vụ khóc lóc này kia, rồi thì sao này lấy đại gia kia, rồi hot girl này lấy đại gia kia, thường là view rất là cao. Đấy, mọi người rất thích, càng đời tư của những người nổi tiếng thì càng được quan tâm, đúng không? Đấy, các xu hướng chế ảnh ăn theo, sống chung với mẹ chồng hay người phán xử, hay là thanh xuân gì gì đấy là rầm rộ, các bạn thấy đấy, rất là nhiều, đúng không? Rồi các cái chủ đề về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thể thao cũng rất là hot. Bằng chứng là những cái bạn mà trở thành huấn luyện viên về gym, thì các bạn ấy có những cái hình thể rất đẹp, thì bạn ấy có vài chục nghìn theo dõi, vài trăm nghìn theo dõi, hoặc cả triệu là chuyện rất bình thường. Bởi vì sao người ta rất là quan tâm đến chủ đề này? Bởi vì bản thân cái cơ thể của các bạn ấy là một cái minh chứng hoàn hảo cho cái chế độ ăn, chế độ tập. Đấy. Thì mình có thể đăng lên các bài viết về hình ảnh, về nội dung, về video liên quan đến dinh dưỡng, liên quan cách thức tập luyện, hướng dẫn ăn uống, sức khỏe, chọn đồ ăn, đồ uống như nào, giữ form, tăng cân khi gầy mà giảm cân khi béo, đúng không? Kiểu kiểu như thế, làm nào con có nhiều sữa sau sinh, các giúp cho các mẹ sau sinh giữ được cái form dáng, nam thì giữ được 6 múi, nữ thì giữ được các vòng, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là một cái chủ đề mà tôi nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Cuối cùng đấy là cái chủ đề về thời trang, nhà cửa, bếp núc và mua sắm. Kinh nghiệm mua sắm, kinh nghiệm thời trang, rồi thì mua đồ đạc nhà cửa, nói chung mọi người cũng rất là thích. Đấy, thì đây là những chủ đề tương đối là hot ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thế còn những cái chủ đề khác ở Việt Nam mà tôi cũng nghĩ ra, tôi nghĩ rằng là những cái chủ đề là 3S này, còn gọi là sốc, sách xến, thì sách nó cũng nằm trong kia rồi, còn chủ đề gây shock, gây xến nữa. Đấy, hoặc là các chủ đề hóng biến, một cái chủ đề mà người Việt rất là thích, biến này, biến kia, biến căng, đâm nhau, tai nạn, rồi thì ly hôn, ngoại tình, đánh ghen, tùm lum hết cả, hay vụ này, vụ kia. Thì tôi thấy là rất là nhiều các fanpage và các kênh YouTube người ta phát triển được, và nội dung cũng có người xem rất là tốt, đúng không? Hoặc là một cái công thức mà do thầy Phan Anh nghĩ ra, công thức này các bạn search trên mạng là không thấy đâu. Công thức 7F, ngày xưa tôi viết cái khóa học Facebook Marketing ấy, thì nó có cái công thức 7F. Thế thì cái công thức 7F là cái công thức gì?
nó viết tắt chữ 7 chữ F để làm content đúng không? Là gì? Friends là viết về bạn bè, feelings là cảm xúc đúng không ạ? Family là gia đình, food là thức ăn, đồ uống các thứ đúng không? Fun là hài hước, có thể là hài bậy, hài nhảm, hài tinh tế tùy nhưng mà nói chung là hài. Fact tức là các cái con số thống kê, sự thật đúng không? Và cuối cùng là fucking tức là những cái chuyện bậy bạ đấy. Thế thì trong 7 đề mà 7F tôi vừa liệt kê ra thì chủ đề về sex người ta đã trùng với bên kia rồi đúng không? Fun là hài hước cũng đã trùng rồi đấy. Thì các bạn cũng có thể đi theo những cái chủ đề mà tôi vừa liệt kê. Tôi nói lại là 7F. Chữ F thứ nhất là friends là bạn bè, có thể đào mộ những câu chuyện ngày xưa tình bạn như thế nào, rồi những người bạn của chúng ta ra sao, chúng ta có thể viết review về những người bạn của chúng ta rất tốt. Cảm xúc có thể là yêu thương, có thể ghét bỏ, có thể là cay đắng, có thể là vô cùng thích thú, ngưỡng mộ, gì cũng được. Càng chân thật, càng lấy nhiều nước mắt, càng lấy nhiều thiện cảm, càng đánh vào cảm xúc của mọi người bao nhiêu để càng tốt bấy nhiêu. Người ta nói là cái gì xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ chạm được đến trái tim, đúng không? Rồi thì chủ đề gia đình, con cái, vợ chồng, mẹ chồng, nàng dâu, vân vân, mọi người rất thích đạp đấy. Food là đồ ăn, thức uống thì tôi cũng vừa nói rồi đúng không? Fun, hài hước, các kiểu, đặt ít chuyện càng hài càng vui, mọi người càng thích. Fact tức là các sự thật, các con số, các sự thật ra. Và cuối cùng là chuyện phiến, bậy bạ, phiến, đấy là cũng sẽ giúp chúng ta thu hút được những cái lượt đọc và lượt xem tốt. Đấy, cái việc sáng tạo nội dung thì không có giới hạn, thì các bạn có thể thể hiện bằng bài viết, hình ảnh, video hoặc là hình họa hay cái gì đấy cũng được, miễn là sao không vi phạm pháp luật và vẫn có thể định vị được thương hiệu của cá nhân hay của doanh nghiệp và giúp bán hàng, rất là quan trọng. Rồi, ok, thì đấy là một số những cái chủ đề mà tôi nghĩ cũng rất là hay, các bạn nên áp dụng trong cái quá trình làm content của mình để tham khảo thêm. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.